Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mụn nhọt là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính ở các lỗ chân lông hay các tuyến bã nhờn. Y học cổ truyền có tên gọi chung là sang hung thù. Nguyên nhân do hỏa độc gây ra, một số trường hợp hay tái phát là do huyết nhiệt. Người bệnh có biểu hiện tại chỗ nhiễm khuẩn có sưng, nóng, đỏ, đau, toàn thân có thể sốt, mạch nhanh, tiêu lưỡi trắng tầy. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Trinh sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc đông y chữa bệnh mụn nhọt một cách hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Theo y học cổ truyền thì là mụn nhọt thì thuộc trứng sang, trứng ung. Nguyên nhân là do hỏa độc gây ra. Cái triệu chứng, tức là cái biểu hiện ấy, thì nó có sưng nóng đỏ đau tại cái vùng bị nhọt ấy. Có thể có sốt nhẹ, toàn thân có thể có sốt nhẹ và rêu lưỡi thì vàng, đại tiện có thể táo, nước tiểu vàng. Chúng tôi đã có cái bài thuốc để điều trị cái mụn nhọt bằng cái y học cổ truyền này rất là hiệu quả. Bài kim ngân, ngân kiều da giảm. Đấy thì trong bài thuốc nó có những cái vị cụ thể như sau. Thứ nhất là vị kim ngân hoa. Kim ngân hoa này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, giải dị ứng. Dùng khoảng 20 gram. Bồ công anh đây, cũng vị quân là thần, thần trong cái bài ngân cửu tán. Bồ công anh là 15 gram. Ké đầu ngựa cũng là bổ trợ cho cái thanh nhiệt giải độc cho kim ngân này, là dùng 16 gram. Thổ phục linh này, một thứ này lợi thấp này, thanh nhiệt lợi thấp. Vị phòng phong là khu phong thanh nhiệt này. Kinh giới này, kinh giới cũng tác dụng là thanh nhiệt giải độc, giải dị ứng. Đương quy này tác dụng là hoạt huyết, bổ huyết, tiêu sưng. Chi tử là thanh nhiệt giải độc. Người ta dùng khoảng 12 gram. Vị hoàng cầm thanh nhiệt trừ thấp nha. Hoàng cầm cái giai đoạn mà vỡ mủ ấy thì hoàng liên này nó thay như kiểu kháng sinh của tây y. Thì nếu mà không có vị hoàng liên này thì nó không giảm được triệu chứng viêm. Hạ cô thảo thì nó hỗ trợ cho cái thanh nhiệt giải độc thôi. Ta kết hợp thêm ví dụ như là phải hành khí hoạt huyết nữa, thì là hành khí là có vị trần bì này. Trong đây trần bì và hương phụ là phải sao đen. Cam thảo thì có tác dụng là điều hòa các vị thuốc. Cách sử dụng bài thuốc thì là cái số lượng gam như tôi vừa trình bày đấy, thì là cho bệnh nhân sắc ngày uống một thang, tức là uống ngày thì sắc lấy từ 400 đến 600 ml, thì là chia uống sáng chiều. Thì trong thời gian uống thuốc thì như vẫn ăn uống đầy đủ chất, nhưng mà cũng không phải nghiêm ngặt là bắt buộc phải kiêng toàn bộ những thế những thứ, tức là chỉ có kiêng cay nóng này và những cái chất kích thích như rượu bia cà phê đấy thì là mình không nên dùng. Ngoài ra ta có thể dùng thuốc dân gian đấy, thêm dân gian là cũng dùng cao đưa độc, ta dán. Ta cắt một cái miếng lỗ thủng ở cái vùng mà có cái vùng nó bị hóa mủ ấy, thì cắt lỗ thủng ra. Thế xong là mình đắp cái cao lên vào, sau một giờ mình mới ấn xung quanh và mình lấy hết cái dịch mủ ra, tức là ngoài đấy. Thế sau đó mình thấm cái bông vô trùng vào đấy và sát trùng đấy, cho bệnh nhân. Bên cạnh nó cũng rất quan trọng, bởi vì cái khâu vệ sinh da cũng rất quan trọng. Mà các cái bệnh về da thì là phải vệ sinh rất là nghiêm ngặt, bởi vì là có thể phải dùng các cái nước lá đun tắm đấy, hoặc là tránh tắm cho các cái sữa tắm này, xà phòng, rồi những cái hóa chất là mình phải kiêng tuyệt đối những cái có cái tác dụng hóa chất nó kích thích vào da đấy. Thứ nhất là nó gây dị ứng, thứ hai là nhiễm độc đấy, từ cái hóa chất đấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với những cách đơn giản giúp bạn tránh khỏi tình trạng đầy hơi sau khi ăn. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.